Xin xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Xuân muốn giới thiệu với mọi người một ngôi đền tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đền Quang Thánh. Bây giờ Xuân xin mời mọi người cùng theo chân Xuân, chúng ta cùng nhau vào tìm hiểu tham quan về ngôi đền này nha. Thì đền Quang Thánh tọa lạc tại đường D4 phường Tân Hưng, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi vào bên đền Quang Thánh thì từ ngoài đi vào á, thì bên đây sẽ là bãi giữ xe. Đây, bãi giữ xe của đền Quang Thánh. Đây là bãi giữ xe. Và ở ngoài đi vào thì sẽ có một hồ cá rất là lớn. Và có một hòn Đông Bộ ở phía chính giữa đây. Mọi người thấy không? Đây. Hồ cá rất là lớn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào đền Quang Thánh ha. Thì đền Quang Thánh này là nơi khá quen thuộc với Xuân từ nhỏ, tại vì ở ngoài chạy vô thì đó là đường vô nhà Xuân ngày xưa. Lúc Xuân còn học lớp 1, lớp 2 thì Xuân từng ở đây. Và mẹ cũng hay dắt Xuân đi lên đến đền này. Và đây là cổng tam quan của đền Đức Quang Thánh. Đây. Đền nhỏ nhưng mà rất là linh thiêng. Có từ khá là lâu đời rồi, từ nhỏ, từ hồi xưa thì xưa khi Xuân ở đây là có đền này rồi. Đây là cổng tam quan. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan một vòng ha. Đền khá là nhỏ, không quá lớn. Đây là phía trên bảng có để là đền Đức Quang Thánh nè. Đó. Rồi mình sẽ đi vào. Đây là khuôn viên của đền. Và đi vào bên trong thì ở phía giữa đền đang được trùng tu lại. Và phía giữa thì có để là chữ đền Đức Quang Thánh. Ở phía dưới là thần hổ. Đây. Đền này cũng khá là linh thiêng đó. Nếu mà có thời gian thì hãy đến đây ha. Và phía bên nhà bên đây sẽ là tượng Phật Đức Di Lạc và Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn phía bên trong là có là Phật Mậu Diệu Trì và ở dưới là Chuẩn Đề Bồ Tát. Còn phía bên trái là Thổ Vương Nương Nương. Và phía bên phải là Ngũ Hành Nương Nương. Vì đền cũng khá linh thiêng cho nên mình chỉ đứng ở ngoài mình quay thôi. Đây. Còn phía bên trong đây là nơi thờ Đức Thánh, Đức Quang Thánh. Phía bên trong đây là thờ Đức Quang Thánh. Chỉ quay được từ xa thôi.
Đây là cổng. Vừa rồi thì Xuân và mọi người đã cùng nhau chiêm bái về một ngôi đền Quan Thánh ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là khá quen thuộc với Xuân rồi. Về đây thì khi lâu lắm rồi Xuân mới quay trở lại đây, thì về đây thì rất là nhớ nơi đây, có nhiều kỷ niệm hồi nhỏ của mình đi học rất là nhiều. Bây giờ thì Xuân xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những video của Xuân. Nếu mọi người thích hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân nha. Bây giờ thì Xuân xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye mọi người.